Thưa quý vị, những ngày này thì rất nhiều hoạt động văn hóa đã và đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô. Nhưng ngày hôm qua thì dư luận được một phen xôn xao khi mà biết tin là sắp tới thì thành phố còn tổ chức một cuộc hội thảo về tính ưu việt của món kim chi Hàn Quốc nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của thủ đô. Trước nhiều ý kiến trái chiều và chiều ngày hôm qua thì đích thân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đã phải lên tiếng xin lỗi về việc ký giấy mời hội thảo tính ưu việt của kim chi dự kiến tổ chức vào đúng ngày 10 tháng 10 tại khách sạn Lotte Hà Nội. Tại cuộc họp báo thường kỳ do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua ngày 7 tháng 10, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng thông tin trên chỉ là hiểu lầm. Theo người đứng đầu ngành văn hóa thủ đô thì đây là lỗi của anh em cán bộ kỹ thuật. Ông Động giải thích rằng hội thảo này chỉ là hoạt động lẻ trong liên hoan văn hóa làng nghề giới thiệu về văn hóa ẩm thực của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, Việt Nam giới thiệu nét văn hóa ẩm thực về bún chả, còn phía bạn thì giới thiệu kim chi. Qua đó, hai bên có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho biết, sáng qua ông đã ký đính chính lại giấy mời này. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã gửi giấy mời đến các cơ quan báo chí, nêu rõ, thực hiện các hoạt động 60 năm giải phóng thủ đô, sở này sẽ kết hợp cùng Viện Nghiên cứu Kim chi Quốc tế Hàn Quốc, tổ chức hội thảo tính ưu việt của kim chi vào đúng ngày 10 tháng 10 tại khách sạn Lotte Hà Nội. Theo chương trình của hội thảo đính kèm theo giấy mời, sau màn phát biểu khai mạc và chào mừng sẽ là nội dung thuyết trình về tính năng vượt trội của kim chi, tiếp đó là tiệc nhẹ thưởng thức kim chi được 5 doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu và kết thúc bằng việc phát quà tặng kim chi cho đại biểu. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận bởi hầu hết ý kiến đều cho rằng thật nực cười và khiên cưỡng khi gắn một hội thảo quảng bá kim chi Hàn Quốc và một sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô Hà Nội. Và nhiều phóng viên nhận được giấy mời cho biết lịch trình dự kiến trong giấy mời cũng không hề đề cập đến việc giới thiệu ẩm thực Việt Nam.